Ơi, chào tất cả anh em xem clip mình nha. Thì nay về được mấy món đồ sắt anh em sẵn rồi, quay cho anh em báo giá luôn. Đó. Đây, đầu tiên là cái chống đứng. Quay thấy 110, báo giá lợi nha. 420 cây. Cốt chống đứng. Bữa nay còn 85.000 anh em. Anh em coi cái clip này nhớ 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 báo cho mình nha. Ba hồi mình nhớ 90, ba hồi nhớ 85. Bữa nay xuống 5.000 rồi. Đó, 85.000. Còn cái bộ gác chân hai tầng chính hãng Honda Thái Lan. Gác chân hai tầng nha anh em, là gồm nè cái gác chân nè, bốn mắt bốn cao su nha anh em, bốn mắt bốn cao su 8 ốc đó, là 950 nha. Đó, full cái bộ nó có 8 ốc luôn là 950, bữa nay hết ốc rồi. Đó, cái cao su gác chân trước đúng chính hãng Honda Thái Lan, không có nói nhiều, cái này em quay, em đã từng quay clip cho anh em rồi đó, đúng chính hãng thăm hoặc là thế. Cái này nếu mà anh em là phát hiện ra đúng không đúng chính hãng, dạ em tặng em đàn em một em tặng 10 cho anh em luôn đó. Nó không có nó không có mắc in Thái Lan Thái Lằng gì trong đây nha anh em đó, nó không có mắc in Thái Lan Thái Lằng gì đây chân á đó. Đó, nó có cái mã ở chỗ này vậy thôi đó, đó. Nó không có mắc in Thái Lan Thái Lằng gì chứ á. À, cái mã nó là GG8 GN8. Còn cái mà GN5 mà cái có chữ mắc in Thái Lan nó đồ tập bậy nha anh em. Đồ loại 1 chứ không phải là đồ chính hãng Honda Thái Lan. Đó. Đồ đó vẫn là đồ Thái nhưng mà thái dạng như là công ty bên Thái sản xuất lậu anh em. Đó. Nói chung là đồ không phải chính hãng. Rồi, không có nói nhiều. cái dây đèn pha của quay thái 110 hàng chính hãng. Cái này Honda Thái Lan nha, 240.000. Đó, còn đây là cái cọng dây hơi máy thì hôm nay lăn tăn cái chuyện mà giá cả đó, thì báo anh em luôn cái mã em đang bán là mã KFL đó, mã KFL 65.000 cộng. Còn cái mã mà KGS đó, nó có tầm khoảng 30-30 mấy ngàn. Cái này anh em phải phân biệt mã giùm em nha, đúng cái mã KFL đó em bán 65.000 cộng. Còn cái mã mà KGS gì đó có 30-35 ngàn, cái đó em không bán nha anh em đó. Rồi đây về một cái bình xăng lớn quay thái 110 hàng chính hãng Honda Thái Lan, chưa có xé luôn, hôm nay xé ra coi hàng mới nha anh em, xé ra ngồi đóng đồ luôn mấy ông ơi, chứ không phải là xé ra để ấy là khách đâu, khách đặt thêm mớ đồ nữa, xé ra để đóng luôn. Rồi đây nó có gì đó nè. Để tháo ra cho anh em coi nó đẹp nó xấu. Đó giờ cũng chưa được tháo lên anh em ơi. Đó giờ bán đồ theo xe không à. Hôm nay vụ được ông anh này cũng mua đồ mới, mừng quá, nó rẻ rề anh em. 700 hơn một tí. Có như không? 700 hơn một tí, có như không thì anh em cũng biết rồi. À, lo ra coi, xin phép anh Tám nha, cho em coi kiểm tra trước nha. Đây anh em. Đó. Sơn hãng luôn, sơn hãng thì theo ánh mắt mình thấy là nó đen anh em, nó đen tiền nhưng mà có một cái là nó sẽ không có bóng nha. Nó không có trong, dạng như đen nó không có trong, đen nó hơi mờ mờ. Cái này chắc sơn này chắc sơn tĩnh điện anh em ơi, sơn này sơn tĩnh điện á, sơn tĩnh điện nó mới ra được cái màu như thế này. Rồi ok, nó có cái cọng thun luôn nha, nó có cọng thun luôn nè đó. 700 mấy anh em muốn biết mấy alo giùm mạnh. Rồi đây, bữa hổm em đăng cái clip em bán cái vụ mà bán cái bô 700.000 á, nhiều anh em hỏi quá. Thì đây bữa nay em có thêm một cái thân bô quay thái 110 2543 hàng chính hãng mới, một cái thân lên nha anh em, cắt cổ quán anh em ơi. Ồ, quay gì anh em mới thấy chứ. Đây
mới 100% nha anh em, ít đen mới 100%, chưa xài luôn. Cây bữa hổm thì có xài rồi, cây này chưa xài, cây này đắt 2022, cây bữa hổm đắt 2021 đó. Rồi cái thằng bô này bữa nay mình bán 1 triệu nha, đem về bắn pháo đó. Bán 1 triệu cho anh em nào hỏi, tại bữa hổm em có một cây khách nhờ đang bán có một cây một à, mà mấy anh vô mấy anh hỏi nhiều quá, bữa nay quyết định hôm qua bán được cái cổ bô, bữa nay còn thằng bô bán cho anh em nè đó. Cây bô bán giá lẻ là 1.450.000. Hôm qua cắt cái thằng bô ra, nói thẳng với anh em luôn là thằng được cái cây bô xi của hổm mạnh bán, cắt cái cổ ra mình bán cái cổ của nó là 450, còn cái bô đất đen này hôm qua cắt cái cổ ra bán 500. Cái thằng bô đất xi đất đen gì cũng đều là 1 triệu, lâu lâu mới có một cây nha anh em đó. Có nghĩa là mạnh bán cổ bô trước, mình mới bán thằng bô chứ không bán thằng mạnh nha. Rồi 1 triệu. Rồi hôm qua nay em nghe mấy anh em chơi chung nói cái vụ gì mà em nhớt bể em nhớt, có một thằng nó đạp giá nè, có một thằng nó đạp giá hả, bữa nay em gom hết lấy gì nó đạp đó, nói thẳng luôn nè. Cái vụ này chắc để em nói sau, nhưng mà nói trước cái đẳng cấp của bạn á chưa có đủ để đạp mình đâu, nói thiệt. Trời ơi, ba cái đồ lông dịch thiệt, đạp cái gì có thể nói thẳng mày luôn nè, mày có thể là mày đạp mấy cái vụ mà đồ theo xe đồ này kia ok, tại đó tao không có bán đồ đó, mày muốn đạp gì mày đạp đó, nhưng mà riêng với tay em á, nói thẳng mày luôn, mày không có đẳng cấp để đạp đó. Chưa từng thấy một ai luôn anh em, chưa từng thấy ai một cái thằng nào mà nó vậy luôn á, có nghĩa là nó đi học hỏi người ta, nó đi học hỏi người ta để nó phân biệt được cái vụ tem này nè, nó thẳng ra là nó đi học hỏi em luôn á đó. Đó phân biệt mấy chỗ số 0 này nè đó, chỉ anh em á đó. Đó em có làm mấy cái clip chỉ anh em phân biệt cái tem 99 đó, anh em vô anh em coi lại giùm em đó. Cái đó là em làm để em phân biệt, em giúp anh em phân biệt được cái tem 99 tem 2000 đó. Ok, nó vô nó học lõm anh em, nó học lõm xong nó đi mua được 1-2 bộ tem á, nó biết em bán tem này nè đó, nó đi mua được 1-2 bộ tem về, nó đạp giá xuống, nó bán cái tem này với cái tem nạ răng cưa là 650.000, mà trong khi cái tem này em bán 600.000 rồi. Thôi để bữa nào đi, mai quay cái clip ví dụ mà cái tem này cho anh em coi.